Hello, xin chào các bạn. Chào các vợ thủ đam mê cầu lông. Cây chổi đây. Sao rồi, cả một tuần lễ các bạn đã luyện tập và rèn luyện kỹ năng chiến thuật như thế nào để hôm nay mình chuẩn bị bước vào giải đấu nha. Buổi sáng mình sẽ tổ chức cho cấp 1 và buổi chiều sẽ tổ chức cho cấp 2 trở lên. Ok, còn bây giờ nhiệm vụ của mình là gì? Mình phải sử dụng cái chổi này mình để quét dọn vệ sinh sạch sẽ để chào đón những vận động viên tới đây thi đấu nha. Ok, nhớ nhé, muốn đánh cầu lông giỏi thì phải cầm cây chổi quét nhà đi, phụ cha mẹ quét nhà nhé. Ok, bây giờ quét nha, quét dọn sạch sẽ để cho những vận động viên tới thi đấu nhìn thoải mái. Như vậy là mình đã rửa sân, cái sân ha, như công tác chuẩn bị đã sẵn sàng. Còn bây giờ để làm gì? Đợi các em tới và mình sẽ tiến hành bốc thăm, chia cặp, quýnh lộ trực tiếp luôn nhé. Rồi, xin chào các em, các học sinh thân mến nha. Bữa nay mình sẽ tổ chức buổi sáng cho các em học sinh khối tiểu học nha. Đó, bây giờ là đăng ký tới mười mấy đứa mà tụi nó giờ có 8 đứa à. Đó, 8 đứa. Bây giờ có nhiều mình bập nhiều luôn ha. Phần thưởng đây của mình đây, cúp và huy chương đây. Chắc mấy em kia ngủ nướng ngủ dậy không nổi rồi. Bây giờ 8 đứa thì em sẽ bốc thăm chia ra 4 cặp đánh lộ trực tiếp luôn ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành bốc thăm. Chú sẽ cho bốc thăm không có nhìn vô đây nha. Số 1 quýnh số 2, số 3 quýnh số 4, số 5 quýnh số 6, số 7 quýnh số 8. Rồi cứ thế mà ra nha. Rồi, không có nhìn nha, không có nhìn nha, không có nhìn nha. Ủa sao dương cục ta? Câu số mấy vậy? Rồi vậy đó, số này đi lộn. Rồi bây giờ mấy bạn đưa con số về trước chú quay phim coi. Số 1 đâu? Số 8 vậy? Số 1 im. Số 1 quýnh số 2, số 3, số 4 đâu? Số 4 là thế nào? Rồi, số 5 quýnh số 6 nha. Số 7 quýnh số 8. Giờ thể thức thi đấu nha là 11 quả một set, quýnh 3 set, bạn nào thắng 2 set đầu tiên sẽ thắng. Bây giờ làm thủ tục nha, hai bạn tới đây bốc bắt tay nhau cái coi. Trời ơi đó, tay vui vẻ nha. Đây là sân số 1 sẽ tổ chức số 1, số 2. Chưa. Còn bên đây là sân số 2 rồi, hai đứa lại bắt tay cái coi. Quýnh trận tiếp theo luôn cho nó lẹ. Rồi, quýnh 11 điểm nha. Thể thức là mình giao cái vật này phải qua vật này mới được đỉnh điểm nha, đứng không được cán vật nha. Trọng tài Thành sẽ hỗ trợ chú sân số 2 nha. Ok, bây giờ trận đấu bắt đầu. Một không, đổi vô cầu, bạn nào thắng vô cầu nha. Bạn nào thắng vô cầu nha. Tỷ số đang là 1-3.
Trong sân 4-1, đổi giao cầu, bên kia giao cầu. Người nào thắng người đó giao cầu nha. 7-1. Rồi, cố lên. 5-1. Cố gắng lên nha. Đây là sân số 2. Sân số 2 nha, cũng đang diễn ra. Tỷ số sân số 2 nhiêu rồi? Hoài. Bên Hoài rồi, nhiêu rồi? Chưa qua lưới. 13. Bây giờ đổi sân nha. Bạn bên kia là thắng xét đầu đó. Bên đây con giao cầu đi con. Cố gắng lên nha. Tập trung vô nha. 2-3. Hoài sân. 1-0. Chú nhắc lại nha. Mình giao cầu cái chân mình không được cán cái vạch nha. Mình phải để hoài vạch nha. Và giao cái cầu phải qua cái vạch này mới được thắng nha. Đầu tiên giao cầu, nghe chú nói, khi mà giao cầu là cái chân đầu tiên dày, sau giao cầu rồi quýnh tự do. Ok nha. Con thắng mà sao con không giao cầu? Bạn nào thắng đưa tay lên lấy quyền giao cầu nha. 5-2. 1-1. Bạn nào thắng đưa tay lên lấy quyền giao cầu. Đây là sân số 2. Trong 82. Sân 82 rồi hả? Đổi vô. Lấy quyền giao cầu con, lấy quyền giao cầu. Hoài sân 92 hả? Hồi nãy xét đầu tiên bạn nữ hay bạn nam thắng? Nữ hả? Rồi cố gắng lên. Tại sao vậy? Tập trung vô con. Tập trung vô. Ok, bây giờ vô set 3 nha. Set 3 là quýnh 11 trái, 5 trái đổi sân nha. 1-0 rồi hả? Tập trung vô. Chị hình trực tiếp trở lại sân số 1. Hoài sân nha. 5-7. Bữa nạn này bạn này giao cầu. 5-3. Cố gắng lên tụi con ơi, tính phải là lèn lẹn, cố gắng lên. 6-7. Cố gắng lên, tập trung, cố gắng lên. 8-6 nha. Sao bên đây ai là người chiến thắng vậy, đưa tay lên coi. Hoàng Phúc phải không? Rồi lớp 4 Hoàng Phúc đã thắng trận đầu tiên rồi. Bạn nào số 5, số 6 chuẩn bị vô sân đi. Rồi xong luôn rồi. Bên đây sân số 1 bạn nào thắng luôn đây. Con tên gì con gái? Phụng hả? Con lớp mấy? Phụng lớp 5 là thắng luôn rồi. Ok. Rồi bây giờ là sân số 1 số 7 nè. Quýnh số 8. Con là số mấy? Số 6. Quýnh số 5 nha. Ok bây giờ nha, trận đấu số 3, số 4 bắt đầu. Bạn nào thắng đưa tay lên giao cầu. Thành con lo sân bên đây giùm chú nha. 1-1. 1-1. 2-3. Bạn nào thắng giao cầu. Tập trung vô. 3-3. Trận đấu lên 10 đề là quýnh tới 12 nha. Trận đấu quýnh lại, đụng trên nóc nhà quýnh lại nha. Mười một quýnh lên tới 13, cách nhau 2 điểm mới được thắng. Cố gắng lên, tập trung vô.
12, 11. Kỳ cú lên con. Tập trung vô. 9, 7, 11. Rồi xong, set đầu tiên. Đổi sân, quýnh set thứ hai. Tập trung vô, tập trung vô. Bạn nữ này thắng rồi phải không? Rồi, vô tạm thời nghỉ ngơi đi. Trận đấu bên đây nhanh lẹ quá, bên đây còn diễn ra mới set thứ hai à. Hoài, 2-0. 19. Trái quyết định đó, set thứ hai đó, tập trung vô. Xong. Bây giờ đứng im vô quýnh set thứ ba, bạn nữ thắng set 2 rồi. Quýnh 5 trái đổi sân. Một, không, đổi vào cầu bạn nam. Trọng sân, thắng trận. Ta bố bạn này là thắng phải không? Bạn nào thắng trận đầu tiên? Con tên Phụng phải không? Bạn này chặn thắng trận thứ hai phải không? Phúc phải không? Thắng trận thứ ba, Vi. Thắng trận thứ tư là Phi. Rồi bây giờ chú cho tụi con nghỉ ngơi 5 phút và sau đó vô bán kết nha. Thắng trận đầu tiên với trận số 2 vô đánh vòng bán kết. Bạn mà đổi ra một bơi bạn qua một sân đi. Rồi. Rồi trận bán kết bắt đầu. Cũng 11 trái nha. Trong sân, ngay vạch. 1-0, bạn nữ giao cầu. Xong set 1, bạn nam Hoàng Phúc đã thắng. Đây là set thứ 2, trận đấu bắt đầu. Hoài, 1-0, bạn nữ thắng. 3 nam rồi nha. May mắn luôn, 4 năm quýnh trúng vợt mà qua lưới. 4 năm. Đôi khi mà thể thao mà may mắn cũng rất là cần. 5 đều. Hàng vào sâu là trình độ các vận động viên này ngang hàng với nhau. Hay quá. 10, 8, đổi vô cầu bạn nam. Đây là trái quyết định match boy nha. Match boy nha. Match boy đó. Hay, chiến thắng. Bạn nam Hoàng Phúc đã vô trận chung kết tranh huy chương vàng nhé. Đây là trận bán kết thứ hai. Đứng lên bắt tay coi. Đó. Sẽ tranh quyền vào chung kết đánh với bạn Hoàng Phúc nha. Trận đấu bắt đầu. Quá wow, hay quá, một sự cố gắng. 19 đổi vô cầu. Chung vô. Hay quá, 13, 11. Đổi sao quýnh set 2. Đây là set 3 nha. Hai ba đổi vô cầu. Trái quyết định. Xong. Rồi bạn này thắng trận chung kết. Nghỉ ngơi chút xíu 5 phút ra quýnh chung kết nha. Ok, bây giờ sau bao nhiêu trận khó khăn cực nhọc cũng tìm ra được hai bạn vợt thủ vô chung kết nha. Cấp tiểu học nha. Rồi. Bây giờ là trận chung kết bình quýnh theo thể thức cao điểm hơn hồi nãy. 15 điểm, quýnh cho hết sức lực luôn. Tập trung nha. Tập trung vô từng quả cầu, tập trung vô từng cái đường vợt của mình. Bây giờ quýnh tù xì, ai thắng được quyền chọn sân. Ê, quýnh tù xì đàng hoàng cây. 1, 2, 3. Con thắng, con chặn sân này. Rồi, ok.
Bạn chọn sân thì bạn chia giao cầu. Tập trung vô nha, 15 trái một set nha, trận đấu bắt đầu. Ao, 1-0. Bây giờ trận chung kết mình phải tăng lên cho tụi nó quýnh hết sức lực luôn. Bên kia đang bất lợi nắng. 2-0. 13 đều. Trận đấu quá hấp dẫn. 13 đều rồi đó. Mười bốn, mười ba. Set boy, cố lên, bên đây giao cầu con, bên đây giao cầu. Trái cuối cùng, set đầu tiên. 14, 13 nha, quá kỳ phục địch thủ luôn. Hay quá, 14 đều. Quấn lên 16, bên kia giao cầu. Mấy đứa con quýnh á, phải cố gắng lên. Mười, ba, lăm, mười, bốn, bên kia. Hoài, đổi sân, set đầu tiên. Bạn Phúc thắng. Bốn, bốn. Bên đây giao cầu. Rồi các bạn có thể uống nước, nghỉ ngơi uống nước gì đó, tự do. Đó. Bốn đều rồi. 8 chai đổi sân nha. Ao. 5-4. Năm năm. Bên kia giao cầu đổi lại. Bên kia giao cầu đàng hoàng không vậy? Thắng là phải đưa giao cầu. 5 năm rồi, cứu lên. Sáu, năm. Đổi giao cầu bên đây. Cố lên, cố lên. Sáu, sáu. Đổi giao cầu. Trận này quá hấp dẫn. Hai, bảy, sáu, bên kia giao cầu. Bạn nào thắng thì hãy đưa tay lên, mình nhận quyền giao cầu. Quýnh lại, đụng cái sàn bên kia giao cầu, 7-6, yên quyền. Cái trận mình làm cao 6 mét mà còn quýnh còn đụng luôn mọi người. 7-7, vô trái quyết định nha. Ao, rồi bạn Phúc vô địch. Thì cậu chú có cái quà gì chú tặng quà đó. Thì mỗi đứa chú sẽ chú nhất là tặng một cái ke nha, một ly ke nha. Trình quà một cái quán ke kỳ hợp. Nhưng mà trước hết là chú sẽ trao giải cho người hạng ba trước đi. Đây, hạng ba, đây là Huy Chương Đồng nha. Đây, chú chào cho con, chú nói là tại chú cầm điện thoại chú quay một ta nha. Đó, quay cái mặt này ra. Về cho ba mẹ coi thánh diện nha. Đây, huy chương đồng nữa, hai bạn thi đấu hạng 3 thì là gọi là đồng huy chương đồng, đồng hạng 3 không có thi đấu với nhau. Rồi bạn này huy chương bạc thua trận chung kết, kéo vô đó. Còn bạn này là nhà vô địch, bạn Quảng Phúc huy chương vàng. Rồi xây lại đó, đeo vô con huy chương vàng nha. Và phần thưởng cho nhà vô địch đó là một chiếc cúp. Đó, mô hình tượng trưng, cầm hai cái ba nè con. Đó. Đây, chú tặng thêm mỗi bạn là một cái quấn cán, nhưng mà bạn hạng nhất với hạng nhì thì sẽ có quấn cán tốt hơn một chút. Các bạn phải thi đấu chứ. Con thích cái quấn cán Lightning hay là quấn cán VS?
cho bạn Lai Niên và bạn này hạng nhì. À, mỗi một bạn thi đấu chú sẽ tặng thêm một cái quán cá hết. Đây, tặng cho con. Đây, chú tặng cho con. Tặng cho con thích màu nào lấy màu đó. Đây. Rồi. Đây. Rồi. Chú một lần nữa cảm ơn tụi con nha. Chúc tụi con thi đấu, học tập tốt, thi đấu giỏi. Vậy thì cái thằng đưa cúp lên cây. À, mọi người treo một chàng pháo tay đi. Rồi bây giờ tặng cho tụi con mỗi đứa một ly game ăn vui vẻ nha, cầu vồng với chú đó nha. Rồi thích ăn ly nào ha?